Cây này phải nói là trồng quả ấy nhỉ. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây, và chúng ta tiếp tục đến với lại vườn cây cảnh Tân Triều ở Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội. Và ở video này kênh Yêu Cây sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn những cái tác phẩm simili của bạn Tùng Lâm Triều Khúc. Em chào các anh, chào bạn nhé. Chào. Các anh đang chào bạn Lê Thọ. Đang tập trung ngắm cây. Ngắm những dàn mini. Tùng ơi, mình rất thích những cái cây cây si của bạn, nhưng ở vườn này thì chắc là cũng có một vài anh em đó. Bạn có thể chỉ cho mình những cái cây si của bạn để anh em ở đây vườn này thì cũng phải đến một chuyên đề về si của Tùng Lâm. Rồi. Ở đây thì vườn này thì cũng có khá nhiều cây si to đấy, và cũng có khá nhiều cây của anh em. Nhưng mà ngoài hai cái cây to kia thì tôi có một ít cây mini nữa. Chẳng hạn như cây này này, cây huyền này. Cái huyền này dị nhỉ? Ừ. Quá dị luôn. Huyền này rất đẹp. Anh xoay hộ em một vòng nữa. Xoay chậm chậm để anh em ngắm. Đấy. Rồi. Xoay tiếp đi anh. Đấy. Cái cây này ngày xưa mua của anh Châu á. À đây. Đồ của Châu thì rất là dị rồi đúng không? Dị. Rồi. Ok anh, em cảm ơn anh. Được rồi. Huyền. Chắc si này là si gì Tùng? Con này nhá. Thì đó là si ở trong miền Trung. Thế còn đâu là nó cũng dạng như kiểu si búp hồng thôi. Nhưng mà là mua từ trong miền Trung. Đợt anh Châu mua một lô ở trong miền Trung ra. À, đúng rồi. Thì chú Châu có kể là ngày trước chú mua đấy, một lô luôn. Thì cây này là phải bóc từ một cái cây to ra, còn lại lấy một tí mỗi cái mẩu cây huyền này. Ok bạn. Ok, chúng ta sẽ sang đến cây tiếp theo bạn nhỉ. Đấy. Đây. Cái này đúng không? Đấy, bụi xì. Cái này bạn vào đá bao giờ đấy? À, tôi vào đá được từ năm ngoái. Nhờ anh Châu vào cho hòn đá này. Rất nhiều thân này. Đây là cây này, là đặc biệt là cây này là si tai chuột này. À. Bạn này, bạn nhìn si tai chuột nó có cái da với cái vân nó khác. Đấy, lá nó cũng khác. Bây giờ chơi si tai chuột hay bởi vì cái lá nó nhỏ. Lá nó nhỏ. Đấy. Nhưng cái bụi si ở bên cạnh này cái này lại khác ngay. Nó lại to đùng rồi. Đây này. Đấy, đây si tai chuột. Đây là cây đang tốt đấy, chứ còn cây này mà cắt nhiều về sau nó bé tí. Bây giờ mình đang nuôi mình mới. À, phiến đá nhìn mặt này đẹp nhỉ? Bạn nhìn lạ không? À, đấy nhá. Quan trọng bạn nhìn là khi mình lên đá này, mình với anh Châu lên ý tượng này. Chỗ này là có cái háng đúng không? Ừ. Lại mọc luôn, thế là chân bên này bám vào vách bên này, chân bên này bám vào vách bên này. Ừ. Đấy. Thế nó mới kỳ. Mặc dù nó là mini đấy, nhưng mà hòn đá này là nguyên bản. Nhưng mà đấy, mà mình đã cũng phải lên ý tưởng, bạn quay dịch ra đây tí. À, từ năm ngoái lên đá tới giờ tôi đang để tùm. Con này mà sau bày bàn, bày trong các cái chỗ bàn làm việc, uống nước, phòng trà. Đẹp. Đẹp chứ. Bây giờ chơi si tai chuột mới là mốt đấy chứ. Đúng rồi, si tai chuột. Nói chung là si nào lá nó nhỏ. Tôi thích si lắm. Tôi với anh Châu thích si từ ngày xưa. Lâu lắm rồi. Okay. Đây bạn sang xem mấy bụi si này nữa. Đây trước mặt này. Đây. À đây. Đây cũng là một cái cây si của ui, chuẩn nô nực luôn này, mini này. Trông thân nó phì nhỉ. Có đây cơ địa tôi khỏi. Mili. Được rồi bạn ơi. Này, đây cái gì này, trông thân nó phì ra thấy chưa? Mili dáng này thì có lẽ quay lên sẽ rất nhiều anh em thích. Đây con si này nữa này. Con này đi Hải Phòng hội chợ này mua. Mua lâu chưa bạn? Mua phải chục năm rồi. Tùng chơi sâu phết ấy nhỉ. Lâu lắm rồi. Chơi cây
Gần 25 rồi bạn ạ. Toàn đi toàn nó không bắt bóng giỏi thế. Đây chúng ta sẽ còn rất nhiều cây. Ôi à. Riêng cái chậu đá này với lại cái bụi xì tôi dí nghịch và quấn vào hòn đá này để làm cho nó vui. Tam Vương Ngự Đỉnh. Tam Vương Ngự Đỉnh kia. Đây bạn sang bạn xem. Ok. Bạn xem mấy cái xi nhỏ nhỏ này. Con này chất đấy anh ạ. À, con này cơ địa của nó lên đầu được chùm đấy. Con này là anh Châu anh hứa ghép anh... ba thân lại. Cái này là anh mua được có vào 2 năm thôi. Vâng. Nhưng lúc đó nó cái hệ thống nó sắp đặt nó không được như bây giờ. Đấy, bụi xi này là của anh Doanh. Anh Châu anh hứa gỡ ra và anh sắp lại. Được cái là ba thân lụa nhau nhìn trông rất là đẹp. Cơ địa cái này nó khỏe tốt. Anh xoay tiếp cho em cái mặt tiếp theo. Đẹp đấy bạn nhỉ? Đẹp chứ. Này, cơ địa của nó cực kinh luôn. Nhưng mà thích nhất là cây này cơ địa mà nó lùn lực này nhỉ? Chùn hết này. À. Tôi cắt đến đâu chùn. Nhìn mầm. Nhìn mầm cứ lên cái là chùn. Nhìn cái mầm nó khỏe như này cơ mà đúng không? Còn cây nào không bạn? Có, còn một cây to. Ok. Thì để thế. Đây. Chúng ta xem tiếp một cây xì to nữa. Một cây xì to này nữa. Đây đúng không bạn? Đây. À, đây. Một cây phôi. À. Xì. Từ năm ngoái. Phôi này bạn quay chưa nhỉ? Chưa. Đấy. Phôi này đã quay bao giờ đâu nhỉ? Ừ. Đây, nhưng quý vị ơi thấy tức là nhìn xa thì thấy nó là một cái phôi rất là bình thường, nhưng mà mình nhìn gần vào và chi tiết này quý vị ạ, trùng nó rất là dữ dằn đúng không bạn? Đúng rồi, năm ngoái nhờ anh Châu làm mất lửa tháng mới xong đấy. Thầy làm thì kỹ rồi, nó là một cái cốt chi đặc bắt đầu đục ra ngoài sau đường chạy của nó đây bạn này, tay hoành. Nhưng bây giờ tôi đang nuôi để cho nó bo các vết sẹo ấy, nên tôi chưa định hình vội. Tôi cứ để cho nó tự nhiên, cho nó bốc. Bây giờ bạn bệ mới thân thì định hình xong rồi, tay cành cứ để nuôi đã. Để cho các cái đoàn nó, tức là một là các cái đoàn nó vừa đủ, hai là bo các vết sẹo. Các cái vết sẹo nó. Bây giờ mình mà gò dây gò riếc vào nó lại bị. Tiếp theo là cây nó cũng biến nữa. Ừ. Nhưng cây này đẹp đấy bạn. Sao hôm nay mình mới nhìn thấy nhỉ? Ừ. Đúng rồi, bạn nói đúng rồi, cái đường chuyển chạy nó như thế. Chắc trước kia nó nối trong kia thầy cắt ra đúng không? Lối lung tung xòe lên. Ừ. Cắt ra thành cái đường chạy nhìn tổng thể nó rất là hai mặt nó đều đẹp mà. Bên kia nó cũng đẹp lắm. Con phôi xi này thì to. To. Bên này vẫn nếu nhìn kỹ cái đường chạy của nó vẫn là rõ ràng. Thầy định hình thì tuyệt rồi, hơi không nghĩ. Cái đồ này anh Châu anh đục đẽo. Okay, xin chúc mừng bạn nhé. Bây giờ cắt ra gọi cho yêu cây sang để ngắm cùng nhé. Rồi, ok bạn, nhất trí. Đợt tới cắt gọt thì có gì tôi lại gọi bạn sang. Cái mùa này thì yêu cây đến vườn nào thì anh em cũng đang tốt. Bởi thực ra là cũng một là cái mùa nuôi để hứng cái lắng. Rồi. Anh em cũng tranh thủ mùa hè của miền Bắc. Nuôi cây nó biến nhiều. Xin chúc mừng bạn Tùng Năm Triều Khúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi. Cây yêu cây sẽ tiếp tục quay lại với quý vị và các bạn những cái cây đẹp và những cái phong cách chơi của anh em làng Triều Khúc truyền tải tới quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.